Ok, xin chào các bạn. Và các bạn có thấy gì không? Cái mũ, cái quần này, đó, và bờ mông này nữa. Được rồi, không đùa nữa. Nhưng mà các bạn đã có thể nhìn ra rồi đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ đến với một thử thách quân đội nữa. Nhưng mà không phải giống như video lần trước là về quân đội nghe, mà hôm nay sẽ là về thử thách người Việt có thể vượt qua được bài thể lực của quân đội Mỹ không nhá. Và như các bạn cũng đã biết thì thể chất của con người Việt Nam còn có thể bị coi là thấp bé, nhẹ cân nếu so sánh với phương Tây và đặc biệt là người Mỹ. Còn mình là một người Việt Nam cũng thấp bé, chỉ có 1m63, nhưng mà mình muốn chứng minh được là người Việt Nam chúng ta không hề nhỏ bé một tí nào trước sức mạnh của quốc tế. Ok, và bây giờ hãy cùng mình review bài tập quân đội Mỹ nhá. Bài đầu tiên, chống đẩy. Bài thứ hai, gập bụng. Và bài cuối cùng đó chính là chạy 2 dặm tương đương với 3,2 cây. Để mà qua được bài này thì chúng ta sẽ cần phải chạy trong 16 phút 36 giây. Và nếu mà chúng ta muốn đạt điểm cao nhất thì sẽ là chạy trong 13 phút. Được rồi, chuẩn bị bắt đầu nào. 3, 2, 1. Wanna be in, not out, wanna make this all count. Yes, I wanna go crazy now, gonna make this all count. Feeling like a rock star, cause tonight I'm getting out of line and it's alright. Feeling like a một cây bảy rồi. Xin lỗi các bạn, 3 cây 2 trong vòng 18 phút 17. Nghĩa là mình đã trượt mất bài kiểm tra thể lực đầu rồi. Chạy chưa bao giờ là thế mạnh của mình cả. Với cái đôi chân ngắn đấy thì emotional damage. Nhưng mà chúng ta không được viện cớ, chúng ta còn 2 bài nữa để gỡ cơ mà. Ok, bắt đầu bài tiếp theo nào. Push up. Ok, và các bạn có biết mình đang ở đâu không? Đó chính là Sub Movement của Chủ tịch Hùng. Nhưng hôm nay Chủ tịch Hùng không có ở đây, vậy cho nên Hiếu sẽ là người đếm rep cho mình. Và nếu các bạn muốn tập cùng mình thì hãy tham khảo link ở bên dưới phần mô tả. Và nếu các bạn muốn vào Discord cùng với các trang mạng xã hội khác của mình thì link cũng ở bên dưới phần mô tả. Và cái thử thách tiếp theo của chúng ta đó chính là chống đẩy. Đối với cái yêu cầu tối thiểu nhất để qua của chống đẩy đó là 40 cái một lúc. Nếu mà chúng ta muốn 100 điểm để đạt được cái thử thách của quân đội Mỹ này thì đó sẽ là 75 cái chống đẩy. Và hãy nhớ là thời gian tối đa của chúng ta chỉ có 2 phút thôi đấy. Được rồi, các bạn thì hãy cho mình ý kiến nha, xem là bài thể lực của quân đội Nga hay là quân đội Mỹ thì sẽ khó hơn. Và bây giờ thì let's go, đến ngoài nhá. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Rồi. 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 Rồi
Thế nào? Thôi. Bao nhiêu cái rồi? 87 à? 87 cái à, chết đấy. Vậy là mình còn vượt qua cái tiêu chuẩn của quân đội Mỹ. Chúng ta có thể đã fail thử thách đầu, nhưng thử thách 2 chúng ta còn chiến thắng mấy thằng Mỹ. À, đội Việt Nam à, được rồi. Mỗi ngày chúng ta sẽ nghỉ 10 phút và chuẩn bị về sau sẽ quay lại với bài gập bộ. À. Được rồi, nghỉ ngơi đủ rồi. À, ngực căng nhưng bụng chưa căng. Bây giờ sẽ là đến thử thách cuối cùng của quân đội Mỹ. Đó chính là 80 cái sit up để được 100 điểm. Còn nếu mà mức để qua chỉ là 50 cái sit up. Sit up đơn giản chúng ta là gập bụng. Và cũng như là chống đẩy thì chúng ta sẽ tập sit up với thời gian tối đa là 2 phút. Nên chúng ta có thể đạt được 80 cái không nhá. Và xuống thì phải lên hết để tay răng sau đầu. Đó, bấm giờ này. 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 24 25 26 ở đây nào, 27 28 39 40 41 42 43 đúng không, 44 45 46 47. Năm 3. Năm 4. Thế nào? Năm 5. Năm 6. Hết giờ rồi. 2 phút. Mình vẫn có thể cố thêm được nữa nhưng mà 56 cái. Nói chung là mình cũng đã qua. Và không ngờ là đầu tiên mình cũng tưởng nó dễ cơ, nhưng mà không ngờ là nó cũng khó là phết đấy. Có điều là mình đã chứng minh cho các bạn được là người Việt Nam chúng ta cũng khỏe lắm, không hề nhỏ bé thôi. Mình xin lỗi vì đã làm thất vọng các bạn ở bài chạy đầu, đã không vượt qua được, nhưng mà không sao. Chúng ta luôn luôn có thể bù đắp cho cái sai lầm đấy. Và mình sẽ làm thêm một thử thách nữa để bù đắp, đó chính là kéo xà. Đúng rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách cuối cùng. Và đấy là một nhánh của bài tập quân đội Nga nhét vào đây. Và để qua chúng ta sẽ cần 20 cái kéo xà, 23, 26 và cao nhất là 28. Lâu rồi mình không làm, không biết có lên nổi không ạ. Bắt đầu nào. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 thế nào, 25 lên rồi. Ok, 25 cái mà chúng ta coi như là đã qua được cái thử thách này. Wow, chứng tỏ người Việt Nam không hề yếu một chút nào. Và nếu các bạn muốn
xem những cái video hay ho khác thì mình sẽ để bên này, cùng với thử thách quân đội Nga để bên này. Còn nếu các bạn muốn thêm những cái thử thách quân đội sắp tới thì hãy comment xuống bên dưới để mình làm nhá. Bây giờ thì bye bye.